hạnh các thánh dòng tên. Ngày 3 tháng 11, kính chân phước Ruperto Maia linh mục. Chân phước Ruperto Maia sinh năm 1876 tại Stuttgart, miền Tây Nam nước Đức. Năm 23 tuổi, ngài thụ phong linh mục và năm 24 tuổi gia nhập dòng tên. Sau thời gian huấn luyện cơ bản và bổ túc, ngài hoạt động mục vụ cho đại chúng bình dân. Năm 36 tuổi, ngài được chỉ định làm tuyên úy cho dân di cư ở München, miền Nam nước Đức. Tại đây, ngài góp phần vào việc sáng lập tu hội chị em thánh giá. Trong Thế chiến thứ nhất, ngài dũng cảm thi hành nhiệm vụ một tuyên úy quân đội. Cuối năm 1916, ngài bị thương nặng ở biên giới Rumani và bị cưa một chân trái. Trở về München, ngài làm công tác mục vụ tại nhà thờ Thánh Michael, đặc biệt chăm lo cho người nghèo. Ngài cũng được bổ nhiệm làm giám đốc Hiệp hội Thánh mẫu Nam giới tại München. Và trong thời gian ngài lãnh đạo, Hiệp hội đã tiến triển đáng kể. Ngài là một trong số những người đầu tiên ý thức bộ mặt thật của chủ thuyết Hitler ngay từ những ngày còn trong trứng nước. Vào năm 1923, ngài đã công khai tuyên bố người Công giáo không thể chấp nhận chủ nghĩa quốc xã của Hitler được. Sau khi Hitler lên nắm quyền năm 1933, ngài vẫn tiếp tục lên tiếng chống đối chủ nghĩa quốc xã, nên ngài phải vào tù ra khám nhiều lần. Cuối cùng, ngài bị nhốt trong trại tập trung Sachsenhausen. Tuy nhiên, sức khỏe ngài suy sụp đến nỗi người ta sợ ngài sẽ chết như một vị tử đạo. Do đó, năm 1940, ngài được chuyển đến đan viện Eitan để chịu quản thúc. Tại đây, ngài bị biệt giam cho tới khi nước Đức được giải phóng vào tháng 5 năm 1945. Được trả tự do, ngài lại trở về nhà thờ Thánh Michael ở München và tích cực làm việc mục vụ. Ngày lễ các thánh mùng 1 tháng 11 năm 1945, đang khi giảng trong thánh lễ, ngài bị xỉu rồi tắt thở. Ngài được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tuyên phong chân phước ngày mùng 3 tháng 5 năm 1987.